Thưa quý vị, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây cũng là vấn đề Thành ủy Đà Nẵng thời gian qua đặc biệt chú trọng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn Đảng bộ, có ý nghĩa then chốt đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa 13, Trung ương đã xác định cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực sát hợp tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình làm không nghiêm, đôi khi rất hình thức, kiểm điểm rồi toàn khe nhau thôi. Mấy khi chê nhau trước mặt đâu, rồi nể nang nhau thôi. Thế là đưa nhau đến cái chỗ nguy hiểm và thất bại thôi, mà hư hỏng thôi, cái tính chiến đấu không còn. Thực tế, phòng chống tham nhũng tiêu cực là lĩnh vực được Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt chú trọng, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, từ đó tạo ra bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn trong công tác này. Đây cũng là chủ đề được cử tri, nhân dân thành phố thường xuyên quan tâm theo dõi, kiến nghị thông qua các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Qua đó, quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiều lần được lãnh đạo các cấp từ thành phố đến trung ương khẳng định và nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con cử tri. Vì sao đó là chúng ta đó là làm thì chúng ta lại thấy phát hiện ra nhiều, là bởi vì bây giờ chúng ta quyết tâm làm. Khi quyết tâm làm thì chúng ta mới thấy nhiều cái sai phạm. Mà cử tri thấy là vì nhiều là bởi vì đó là Đảng và nhà nước cũng chủ trương là làm là công khai cho toàn dân biết, chứ không có dấu, không có dấu. Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng cũng công khai, không chỉ trong đảng mà công khai cho toàn dân. Xử lý hình sự thì cũng công khai cho toàn dân biết. Quan điểm trong đấu tranh và xử lý đối với các tội phạm tham nhũng đã có rất nhiều các cái thay đổi. Trong đó đặc biệt có một cái quan điểm là không chỉ xử lý về trách nhiệm cá nhân. Thì trách nhiệm cá nhân ở đây thì không chỉ là cái người của đang đương chức mà kể cả những người đã về hưu. Thì một trong những cái yêu cầu mà đặt ra đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay đó là việc thu hồi lại những tài sản bị thất thoát do các cái hành vi sai phạm và các hành vi tham nhũng. Đây được coi là một trong những cái chuyển biến một cách rất căn bản về cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta. Gần đây, có một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm nhục chí, chuồn bước những người dám nghĩ, dám làm và làm chậm sự phát triển của đất nước. Thực tiễn thì cho thấy hoàn toàn ngược lại. Cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt là đã từng bước lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân. Điểm đột phá và cũng là dấu ấn nổi bật, đó là công tác phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực đã được đảng ta chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nghiêm minh từ trên xuống dưới. Điều đó cho thấy rõ quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của đảng, nhà nước trong việc đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây không chỉ là tuyên ngôn mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế.